Xin chào các bạn, lúc này nóng nực quá, nhà mình ai cũng không có khẩu vị. Hôm nay mình sẽ làm món gì đó thơm ngon để đổi vị cho cả nhà. Mình sẽ lấy miếng sườn non với thịt ba chỉ út xương, tẩm ướp với gia vị, rồi làm món thịt nướng. Nhưng mình không nướng trên lửa than mà mình nướng trong cái lu để xem mùi vị nó có thơm ngon, có lấy lại được khẩu vị cho cả nhà không nghe. Mời các bạn cùng theo dõi. Mấy miếng thịt lại cái lu, rửa với nước vài lần cho sạch. Mình lấy muối hột với chanh để chà thật kỹ lên miếng thịt. Rửa lại lần nữa với nước cho thật sạch. Mang thịt vô để đó cho ráo nước. Mình lấy cái chảo, bắt nửa chảo nước lên để trụng thịt. Bắt thêm cái chảo nhỏ lên để mở heo vào. Cho thêm hạt điều vào gán làm dầu hạt điều. Nước trong chảo đã sôi, mình cho thịt vào chần sơ qua để miếng thịt săn lại. Mình vớt thịt ra để cho ráo nước. Với miếng thịt ba chỉ rút xương, thịt nó hơi dày. Mình dùng cái dao xẻ 4-5 đường lên miếng thịt ba chỉ này để lúc ướp thịt dễ thấm gia vị và nướng cũng dễ chín hơn. Miếng thịt sườn mình cũng gạch dài đường lên hai mặt của nó tương tự như miếng thịt ba chỉ. Củ hành tím và củ tỏi mình lột sạch vỏ. Mình để nó vào cái cối đâm cho nhuyễn. Sau khi đâm nhuyễn, mình bỏ hết vào cái khăn lược để vắt lấy nước, cho vào cái tô. Mình cho thêm bột nghệ, bột ngọt và muối vào. Thêm dầu hạt điều mình khử lúc nãy vào luôn. Thêm nước mắm. Mình dùng sữa đặc có đường để ướp thịt, để thịt mình thơm và béo hơn. Cuối cùng là nước tương. Mình khuấy đều cho các hỗn hợp gia vị này tan ra hết. Mình gứ hỗn hợp gia vị đó lên thịt, chà thật kỹ để thịt mình thấm đều gia vị. Mình ướp cả miếng thịt ba chỉ và miếng sườn luôn. Thịt sau khi ướp gia vị xong,
mình để yên khoảng 1 đến 2 giờ để thịt mình thật thấm gia vị. Sau một thời gian đợi thịt thấm gia vị, mình dùng khăn giấy lau bớt phần gia vị trên miếng da thịt ba chỉ. Lau xong, mình cầm chừng 10 cái que nhọn đâm nhiều lỗ nhỏ trên miếng da heo. Mình lấy một xíu muối bọt, để vô cái chén nặn thêm miếng chanh, khuấy đều, rồi mình quét cái hỗn hợp muối chanh này lên miếng da heo. Mình đi nhóm lửa để xíu có lửa than nướng thịt. Hôm nay mình không nướng thịt trực tiếp lên lửa than mà mình nướng trong cái lu. Mình bắt cái lu lên 3 cái ong táo và đốt lửa dưới đất lu. Đun cho cái lu nóng lên và có nhiều lửa than xíu mình nướng thịt. Mình lấy cái móc để móc miếng sườn vào mang đi nướng. Lấy khúc cây nhỏ nhỏ ghép ngang cái miệng lu, rồi treo miếng sườn lên đó. Lấy cái nắp đậy kín cái miệng lu lại. Mình tiếp tục móc miếng thịt ba chỉ tương tự như miếng sườn và treo luôn vào cái lu để nướng. Mình nướng khoảng 1 tiếng hơn thì thịt mình chín. Mình đậy nắp lu lại. Mình cho lửa cháy liu riu bên ngoài. Bên trong chỗ đít lu mình để lửa than. Mình nướng khoảng 30 phút thì lấy miếng thịt ra. Phớt thêm nước ướp lúc nãy, ướp thịt còn lại lên cả hai mặt của hai miếng thịt luôn. Quét xong nước ướp thì mình cho thịt vào cái lu và tiếp tục nướng thêm 30 phút nữa. Mình nướng đến khi thịt mình dậy mùi thơm phức, miếng thịt vàng ươm thì lấy nó ra được rồi. Mình ngửi được mùi thịt thơm lắm rồi đây. Mình dở cái nắp lu lên xem đã. Wow, mùi thịt thơm quá chừng luôn rồi nè. Lấy miếng sườn heo ra trước. Miếng nào cũng vàng ươm, thơm nức cả lỗ mũi. Mình mang đi chặt ra để cả nhà ăn cho nóng. Thank you.
nhóm nhỏ nhà mình thích ăn thịt nướng này quá chừng. Món thịt nướng này ăn kèm với cái gì cũng ngon. Ăn với bánh hỏi cũng được, ăn với bánh bò cũng ngon, hay ăn với bún cũng rất phù hợp. Xin mời các bạn cùng thưởng thức món thịt nướng lu thơm ngon cùng cả nhà mình nha. Xin chào tạm biệt.